Hello cả nhà thân yêu, đây là món kem kẹp với lại là đậu phộng và bánh mì, bao gồm nguyên liệu gồm đậu phộng, bánh mì và kem mình đã làm sẵn đây rồi. Đây thì mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem nhé. Mình rắc lên trên. Ngon không các bạn? Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cái công thức làm món này nhé. Xin mời các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một video về một món ăn nhé. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị một hộp kem này và hai chiếc bánh mì đây và một chút lạc đậu phộng. Và bây giờ mình sẽ làm một video luôn. Mời các bạn xem video và nhớ đăng ký kênh cho mình. Đầu tiên mình sẽ để cái mặt này ra. Giờ mình sẽ lấy kem. Kem trong hộp này. Rồi bây giờ mình sẽ miết hết lớp phủ mặt của trên mặt của cái chiếc bánh mì này. Và một lớp phủ ở bên mặt bên này nữa. Sau khi mình đã phủ lớp rồi, bây giờ mình sẽ rắc những cái viên lạc này lên trên. Tùy theo là các bạn sở thích, các bạn ăn nhiều đậu phộng thì các bạn cho thêm. Khi ăn đậu phộng thì là mình cho nhiều một chút. Đó. À, bây giờ thì mình chỉ cần việc là để lên chốc và ăn thôi. Đây gọi là món bánh mì kẹp đậu phộng kem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn nào làm YouTube thành công và nhớ đừng quên đăng ký kênh cho mình. Và bây giờ thì mình xin phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.